Ở trong này thì mình sẽ ướp những cái gia vị thông thường đúng không chị? Hay là có những cái gia vị gì độc đáo hay là đặc biệt gì không? Có thể chia sẻ cho em biết được không? Thì có mấy cái gia vị ở dưới này hay sử dụng ớt, củ nén, sả. Đây là một trong những cách mà chế biến ẩm thực tại Tây Nguyên, mà cũng là một trong những phương pháp khá là đa dạng xài ở nhiều nơi. Cá cũng vậy, nhưng mà họ suy nghĩ là thịt thì sẽ chuyên về một cách mà tập trung vào việc chọn lựa than hơn. Hello cả nhà, hiện tại Hoshi đã tới Buôn Kiều, xã Giang Mau, thị trấn Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Các bạn có thể thấy nè, khung cảnh rất là đẹp, nhìn giống như là ở vùng Tây Bắc, phía Bắc vậy đó các bạn. Cái chuyến đi này thì Hoshi có hẹn với một số anh chị em tại nơi đây để tới gặp gỡ với người dân giao lưu. Vừa rồi mình cũng có làm bánh trung thu, cả nhà thấy đó. Thì bây giờ mình mới tới đây để tổ chức trung thu cho các em nhỏ tại nơi đây. Em chào anh. Anh Y Linh đúng không? Dạ vâng, em Y Linh. Mọi người thấy anh Y Linh là phải được ví như là thổ địa ở đây vậy đó. Anh ở đây từ nhỏ tới lớn và anh rất là rành cái khung cảnh ở nơi đây cũng như là những cái thông tin ở Buôn Kiều. Em có thể thấy là ở vùng mình á, tuy là còn hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ cũng như là những cái cơ sở hạ tầng khác, nhưng mà em thấy là cái điều đầu tiên em rất là ấn tượng đó là có cái thư viện. Thì một cái gì đó rất là tinh tế rồi cho tụi nhỏ những kiến thức, những cái thông tin. Thì cho em hỏi là cái thư viện của mình là bắt nguồn từ ai và ai đã làm cái thư viện anh ha? Cái thư viện Buôn Kiều này là bắt nguồn từ tại nhóm Ban Mê Sơn Mai, có anh trưởng đoàn anh Hậu và anh Huy, và từ khi nhóm nó về trên này để chia sẻ cho các cháu vùng cao khó khăn, các cháu được đi học, bữa nay đã học máy tính, học online, đã học tiếng Anh rồi đó. Học tiếng Anh nữa đúng không anh? Những cái năm trước ở đây có làm cái trung thu không? Có, từ cái đoàn nó về đây nó hầu như năm nào cũng làm trung thu cho các cháu ạ. Dạ. Như các bạn có thể thấy máy tính nè, thư viện sách vở, rất là nhiều những cái thông tin kiến thức cho trẻ em từ nơi đây trao dồi vào để phát triển cho tương lai sau này hơn. Trẻ em là mầm mống của đất nước mà đúng không? Vậy là đây, mấy cô và chị đang làm bò một nắng nha các bạn. Đây là bò một nắng nè. Đây là heo một nắng. Bò này ở đây mình nuôi luôn đúng không cô? Dạ. Bò nhìn thấy thịt ngon quá. Cái này đã phơi một nắng rồi nè. Heo này là người đồng bào ở Buôn Kiều mình nuôi luôn nha các bạn. Nhìn thôi là biết ngon rồi. Mình muốn nướng miếng ăn liền ghê á. Thơm lắm. Ở trong này thì mình sẽ ướp những cái gia vị thông thường thôi đúng không chị? Hay là có những cái gia vị gì độc đáo hay là đặc biệt gì không? Có thể chia sẻ cho em biết được không? Thì có mấy cái gia vị ở dưới này hay sử dụng ớt, củ nén, sả. Có sả. Một ngày thì mình có làm được nhiều lần như vậy không chị? Hay là một ngày mình chỉ làm một đợt? Một ngày mình chỉ làm được một lần như thế. Một ký như vậy thì mình bán khoảng bao nhiêu tiền hay chị? Một ký đã làm khô rồi. Bò một nắng 700, còn heo? Con heo là 400. Heo 400. Đâu có mắc đâu các bạn. Các bạn thấy không? Giá rất là gọi là hợp lý cho cái việc mà thưởng thức những món ăn ngon tại Tây Nguyên của chúng ta luôn. Cái này thì thường là mình sẽ phơi một nắng xong rồi mình đóng gói mình bán thôi đúng không? Chứ mình đâu có nướng gì đâu đúng không chị? Cái này là mình sẽ chắc bếp ấy. Vì nó sẽ có than ở ngoài mình bỏ vô. Là mình phơi xong rồi sau đó mình gác bếp. Họ suy nghĩ là mình sẽ làm đúng theo công thức của nó và đúng theo cái thời gian của nó để miễn sao mà còn một ký, còn khoảng nửa ký là ngon. Các bạn có thể thấy là văn hóa ẩm thực tại Tây Nguyên cũng khá là đặc sắc. Anh đang đốt than để lát nữa mình hong thịt đúng không anh? Bây giờ không phải như hồi xưa đó là cầm quạt rất là mệt. Bây giờ là có cái quạt nó mới nhanh đúng không?
củi này phải tuyển chọn này. À, củi để tuyển chọn. À, mình tuyển chọn như thế nào anh? Có những tiêu chí, tiêu chuẩn gì? À, củi cũng lâu năm, đượm than. Thì nó phải đạt đủ cái độ nóng đúng không? Đúng rồi. Đây là một trong những cách mà chế biến ẩm thực tại Tây Nguyên, mà cũng là một trong những phương pháp khá là đa dạng xài ở nhiều nơi. À, cá cũng vậy, nhưng mà họ suy nghĩ là thịt thì sẽ chuyên về một cách mà tập trung vào việc chọn lựa than hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra cùng với mọi người ra một con suối rất là đẹp đúng không anh? Con suối đúng không? Ok, let's go. Vô suối sao mà? Có tầm 3 cái số. Hello idol. Hello. Wow, các bạn nghe tiếng suối, tiếng thác không? Đá rất là to luôn, cây rừng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi theo kiểu đặc biệt. Hello Iman. À, dạ anh Jose. Bây giờ cái này là đã chín rồi đúng không? Dạ, vâng, đúng rồi. À, xin Iman miếng để thưởng thức xem khẩu vị như thế nào, có ngon hay không, bò của chúng ta có ngọt tự nhiên hay không. Thì bây giờ Hoshi sẽ thử miếng ha. Dạ, vâng. Ừ, rất là thơm đúng không các bạn? Wow, rất là mềm. Hoshi miếng muối ha. Dạ rồi. Cái này là muối muối rừng đúng không? Đúng rồi. Có rau rừng nè, rồi củ nén, sả và một số gia vị khác. Ớt xiêm nữa, đặc biệt là ớt xiêm. Bò rất ngọt, vừa chín, rất là ngon. Đúng cái hương vị một nắng rồi đó cả nhà. Bữa nay Hoshi sẽ kết nối với lại Iman để cho mọi người có thể có thông tin và mọi người có thể đặt mua ủng hộ Iman bò hoặc là heo một nắng để mọi người có thể thưởng thức. Tại vì anh thấy là giá rất là tốt. Thế là mình hong bao nhiêu lâu sẽ đủ thời gian hả? Dạ, tất cả công đoạn này từ lúc sơ chế đến lúc hoàn thành là nó rơi vào tầm 12 tiếng. Bò này chính thức người ta gọi là một nắng hai xương. Cái bò này là nó bắt nguồn từ Gia Lai, mà công đoạn này là của người Tây Nguyên mới làm được thôi. Nó có công đoạn với lại bí quyết với lại cách tẩm ướt gia vị riêng của nó, không một nơi nào có thể gọi là có cái địa phương nào riêng cái địa của nó. Như là ở Tây Bắc dùng cái loại quả nào như dổi, mắc kén nào. Còn rồi. Của mình là đặc trưng của mình là những cái gia vị của Tây Nguyên thiên nhiên ban tặng đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là thơm, đặc biệt là muối. Dạ. Cái này mà không có muối này thì ăn sẽ không có hoàn hảo cho cái vị bò mùa nắng của mình. Dạ. Người đồng bào Tây Nguyên mình được. Em anh cho xin hỏi là cái bò này nè, khi mà mọi người đặt về thì mọi người bảo quản như thế nào và có bảo quản được bao nhiêu lâu em? Bảo quản á? Với lại bảo đảm an toàn thực phẩm á, rất là quan trọng để xuất ra mọi người. Em mẻ bò xong rồi em sẽ có cái máy hút, em hút chân không vào. Xong rồi đưa vào tủ ngăn mát để bảo quản, xong rồi đấy mới đưa tới tách và tới tay khách hàng. Dạ, để được sau khi mà đã cắt cái túi hút chân không đó ra để tủ mát cả nha, để tủ mát, để bảo quản được 2 đến 3 tuần. Rồi còn nếu mà để ở ngoài thì sao? Một ngày. Không thể hơn được. Họ sẽ có góp ý một chút. Nếu mà cái này Iman làm xong hết rồi, hút chân không lại thì khi đó là những cái vi khuẩn nó sẽ, rồi những cái không khí bên ngoài đã không có tiếp xúc với thịt của mình rồi, mà khi mình hun khói thì vi khuẩn cũng sẽ rất là ngợp và chết đi rồi. Dạ đúng rồi. Ha, thì mình sẽ để không tủ lạnh, họ suy nghĩ là ít nhất là 1 tuần. Dạ. Còn nếu mà cái này mà hút chân không có khui ra đó, mà cả nhà để tủ đông á, thì có thể ăn được tới 3 tới 4 tháng. Dạ. Mình chỉ cần xả ra và nướng thôi. Còn nếu bỏ tủ mát thì họ suy nghĩ là khoảng hơn 1 tháng thôi Iman. Để mà minh chứng cho cái việc này á, Hoshi sẽ order Iman 1 ký này, 1 ký tiếp theo. Và Hoshi sẽ thử nghiệm cái kết quả như thế nào.
bằng những cái kinh nghiệm của Hoshi từng làm, từng bảo quản thực phẩm rất là nhiều năm, thì Hoshi sẽ thử cái đó và gửi kết quả về cho Iman để sau này Iman có thể tiếp cận khách hàng. Tại vì cái bảo quản là một cái nhu cầu mà người quan tâm tới rất là nhiều, thì khi mà Hoshi có thể minh chứng cho việc đó có thời gian lâu hơn thì Iman cũng sẽ nói chuyện với khách hàng dễ hơn, rồi có thể là khách hàng sẽ rất là hài lòng khi mà mua ở đây mang về. Còn bây giờ thì Hoshi tạm chia tay Iman chút. Tới Iman có thời gian rảnh thì mình chạy qua bên kia, anh em mình giao lưu với nhau. Bây giờ Hoshi phải qua đó để làm bánh trung thu, rồi tổ chức trung thu múa lân cho tụi nhỏ chơi. Bánh trung thu thì cả nhà biết rồi đó, Hoshi cùng ekip tự làm. Còn múa lân thì Hoshi sẽ gọi những cái đội lân gần đây nhất để tới múa cho các bé xem, giao lưu, rồi ăn bánh trung thu của chú Hoshi làm ha. Ok, bye bye. Cả nhà đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo trong series Hành Trình Khám Phá Ẩm Thực Cùng Hoshi Phan nha. Mà nhớ để lại bình luận cho Hoshi đọc nữa nha. Bye bye cả nhà.